Chào mọi người đang xem cái view clip này của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435. Số điện thoại mình cũng có chèn ở góc trái màn hình để cho mọi người tiện liên hệ với mình. Mọi người muốn xem thêm hình ảnh gì có thể vào trực tiếp website của Tiến, súngcaosu.tk, để xem thêm hình ảnh, thông số kỹ thuật và nhiều loại sản phẩm, giá cả thì trên website của mình của Tiến có để đầy đủ hết. Mọi người muốn xem thêm hình ảnh gì đó có thể vào website của Tiến xem nha. Hôm trước thì mình có quay một cái clip giới thiệu là mình về hàng hai dòng, đó là 914 và 906. Thì hôm nay mình quay kỹ hơn một lần nữa, mình làm cái clip về con 906 nha. Thì hiện tại chỉ còn cái bảng màu đen này thôi, cái bảng màu xám như là xám lông chuột á, mình hết rồi. Mình chỉ còn cái bảng full đen này. Mình về thì cái full đen này nó nhiều hơn, cái kia có một hai cây thì mình cũng ra hết rồi. Thì hiện tại là còn cái bảng màu đen. Để mình đưa cái số điện thoại này, có nhiều bạn hỏi sao không đưa cái số điện thoại này lên. Đây, số điện thoại của Tiến 0706 222 435. Mình quay, nhiều bạn cứ kêu mình ghi cái bảng rồi để cái số điện thoại ở dưới cái video. Thì mình cũng thấy nhiều bạn cũng để, nhưng mình lại không thích giống người khác, và người khác cũng chưa chắc gì là thích giống mình đâu. Mình cứ chèn cái số điện thoại ở góc trái màn hình này cho mọi người tiện thấy là được rồi nha. Đây là con Yoyuki M906TD, nó của hãng Yoyuki sản xuất luôn. Thì đôi nét một chút về cái thông số kỹ thuật của nó và cấu hình ở bên ngoài của nó. Thì nó, cái cán của nó thì nó làm bằng nhựa, cán là cán nhựa, ốp ở trên là kim loại cán nhựa. Thì mọi người thấy nè, nó có cái những cái găng này cầm rất là chắc tay luôn. Cầm thì nói chung là rất là sướng tay, nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Đấy, cầm nó sướng lắm, nó làm bằng nhựa, nó có cái cảm giác là nó khi mình bắn nó không có bị đau tay đâu. Thì bên đây thì một số thông số kỹ thuật của nó, mã số rồi các kiểu thôi, không có gì. Đấy, thì nó có một cái đây là cái khóa an toàn. Đấy, trượt lên như thế này là bắn nè. Mình kéo like của nó nha. Để mình, khi mà mình đẩy cái kéo cái này xuống á, thì cái cò nó không có đập lên được, là nó cứng đây. Mình kéo xuống cho mọi người xem nè, là cái cò này nó không có bắn được. Đây là cái chế độ khóa an toàn của nó, khi nào mình trượt lên được, mình trượt lên thì mình mới bắn, còn mình kéo xuống nè là mình không có bắn được, cò búa nó không có đập. Đây là cái chế độ khóa an toàn của con 906 này. Đẩy lên thì nó mới mới bắn được, bóp cò nó mới búa nó mới đập. Đấy, thì con 906 này thì nó nhỏ gọn lắm, nó thích hợp cho những ai mà thích những cái hàng nhỏ gọn. Thì mình đây, mình cân cho mọi người xem thử nó bao nhiêu gram nha. 458 gram, nó trên là cái chưa có đạn là 458 gram, nó chưa bao gồm mà nó chưa có đạn, 458 gram, chưa được nửa ký. Nó chưa có đạn thì nó chưa được nhìn nữa, cái rất là vừa tay luôn á. Rồi bây giờ mình đo thử cái chiều dài của cái thân súng này bao nhiêu nha. 13 cm. Rồi mọi người thấy rõ không, 13 cm nha. Rồi mình đo từ ở cái chiều này coi bao nhiêu. Cho 10 cm đi. Đây. Rồi. Chiều này là 10 cm nha mọi người. Khi mà mình muốn tháo cái băng đạn ra thì anh em lưu ý ở dưới cái phần bán súng nè, nó có một cái nút thì mình nhấn vào thì tự động cái băng đạn nó sẽ nhảy ra, rồi mình lấy cái băng đạn ra. Thì cái băng đạn này nó chỉ chứa được 6 viên trong băng. Băng đạn rất là nhỏ gọn luôn, băng đạn của 906.
Để mình vào đạn cho mọi người xem. Thì mình anh em lưu ý nè, khi mình sử dụng thì mình hạn chế là để nhiều quá đạn vào băng nha. Mình để thời gian lâu á thì khi nào mình sử dụng thì mình hả lắp vào, còn nếu mà mình để sẵn thì mình chỉ để một hai viên thôi nha, để cho nó cái hạn chế là nó cái lò xo của cái băng đạn á, nó bị giãn, nó ảnh hưởng đến cái băng đạn nhiều lắm. Mình làm cái clip mình giới thiệu với anh em về con 906 nè. Anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Tiến nha. 0706 222 435. Đấy. Mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Rất cảm ơn anh em đã xem video của mình. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.